Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Các con cũng hãy nghe dạy rằng: Hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn thầy bảo các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên chọn lành như Cha các con trên trời là đấng chọn lành. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta được Chúa mời gọi chúng ta sống trọn lành. Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là đấng trọn lành. Và trong bài đọc 1 Chức Sách Lê Vi, chúng ta cũng được Chúa mời gọi hãy nên thánh, bởi vì Thiên Chúa chính là đấng thánh. Nên chọn lành, thưa quý ông bà anh chị em. Vậy thì chúng ta phải làm sao để chúng ta được nên chọn lành? Đức ái Kitô giáo chúng ta mời gọi chúng ta điều đó. Đức ái là gì? Đức ái là cái đức yêu thương. Đức ái chọn hảo là yêu thương một cái mức chọn hảo, chọn lành như Chúa Cha. Và đó là một cái lời mời gọi rất cao độ mà mỗi người chúng ta cần phải vươn tới. Đó chính là mời gọi của Đức Kitô dành cho mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, yêu một cách chọn hảo là thế nào? Chọn hảo, chọn lành có nghĩa là phải yêu như Chúa yêu, yêu vượt trên cái mức lý luận bình thường của con người. Và nếu như con người ta yêu cái người mà yêu mình thì nó dễ rồi. Yêu mà cái người giúp cho mình, làm phúc, làm ơn cho mình, dễ rồi. Điều đó theo cái lý lẽ bình thường. Đằng này Chúa còn mời gọi chúng ta vượt lên trên cả những cái lý lẽ bình thường nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Một cái mức cao độ của tình yêu đó là yêu ngay chính cái kẻ thù của mình. Yêu kẻ thù dễ không quý ông bà anh chị em? Khó lắm. Nó khó là bởi vì người ta tìm cách hại mình, tìm cách triệt hạ mình, tìm cách để làm cho mình tan nát, gia đình mình tan nát. Nhiều khi chúng ta nói lý thuyết nó dễ, nhưng mà khi chúng ta đụng chuyện thì chúng ta mới cảm nhận được rõ ràng cái kẻ thù mình là ai, họ làm gì mình, làm gì gia đình mình. Và câu hỏi đặt ra, tôi là người con
tôi là người công giáo, là con gái của Chúa, tôi làm thế nào để có thể sống cái đức ái trọn hảo đây? Tôi phải làm thế nào để mà có thể yêu thương cái người mà làm hại mình đây? Tôi phải làm cái điều gì để có thể tha thứ cho họ đây? Và có nhiều người, tôi quý ông bà anh chị em, không thể tha thứ, bởi vì những cái điều mà người ta mang đến cho mình nó quá tệ đi, quá đau lòng đi, khó lắm. Thế nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chính cái khó đó nó mới là trọn hảo. Chứ còn dễ thì nói làm gì, dễ thì đâu có phải là trọn hảo nữa đâu, trọn lành nữa đâu. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta vươn lên một cái mức cao nhất, khó nhất, đó là đức ái trọn hảo, thưa quý ông bà anh chị em. Vậy chúng ta phải đặt câu hỏi, tôi phải làm như thế nào để sống cái đức ái trọn hảo đó? Thưa quý ông bà anh chị em, mình phải tập, phải tập. Trước hết là tập cho mình có một cái trái tim nhân hậu. Người ta nói là dù bạn là ai không thành vấn đề, dù bạn làm nghề gì cũng không thành vấn đề, bạn ở đâu cũng không quan trọng. Nhưng nếu bạn có một trái tim nhân hậu, trái tim yêu thương, biết thương người, thì bạn đã nằm trong top những người đẹp nhất thế giới. Thưa quý bà anh chị em, nếu có trái tim nhân hậu, bạn sẽ nằm trong top những người đẹp nhất thế giới. Mà để như vậy phải tập, tập cho mình có một cái trái tim nhân hậu. Rồi điều thứ hai, mình tập cho mình có một cái sự bao dung, có khả năng tha thứ. Điều này quan trọng lắm. Chúng ta cư xử với người đời, mày đánh tao thì tao đánh lại, mày hại tao thì tao tìm cách tao hại lại mày, triệt để mày. Và chúng ta thấy nhiều khi người ta nuôi dưỡng cái sự hận thù ở trong lòng, nuôi dưỡng cái sự hận thù trong lòng. Mà quý bạn chị em chúng ta nhớ, khi mà chúng ta nuôi dưỡng sự hận thù đó, mình tìm cách để mà triệt hạ người khác, mình tìm cách để mà báo oán, để trả thù người khác đó, thì cái bất lợi, những cái thiệt hại trước tiên đó, nó chưa đến với người ta đâu, mà đến với chính mình, đến với gia đình của mình. Nhiều khi cái sự bực tức, tức giận của chúng ta đó, nó ảnh hưởng tới những cái người gần chúng ta nhất, đó là cha mẹ, là vợ con, là anh chị em của mình trong gia đình. Người Việt Nam chúng ta thường có cái câu đó là giận cá thì chém thớt. Cho nên là chưa biết là mình có đã trả thù được hay không, mà cái người mà phải gánh chịu đó là những người thân trong gia đình mình trước đó. Mình giận dữ ai ở ngoài đường, mình đi về nhà giận cá chém thớt, người thân của mình, con cái của mình, gia đình của mình là chịu trước tiền. Qua cái cách ứng xử của mình, nhiều khi cái nỗi giận nó bị kìm chế ở trong lòng, khi nó bộc phát ra thì nó ảnh hưởng đến những người xung quanh mình, thưa quý bà anh chị em. Cho nên mình học cách bao dung để mà có thể buông bỏ được cái sự giận dữ đó, và đừng nuôi dưỡng những cái sự giận dữ, thưa quý bà anh chị em. Một cái cách để mà mình tìm lấy lại cái bình an cho tâm hồn của mình, đó là buông bỏ những cái sự giận dữ, tập tha thứ, tập bao dung, thì tự nhiên tâm hồn mình nó dễ tìm thấy bình an, hạnh phúc. Mà khi tâm hồn mình bình an thì những người trong gia đình, những người thân của mình cũng hưởng lây được cái sự bình an đó, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên không phải là cứ người ta hại mình là mình tìm cách mình nuôi dưỡng báo thù. Điều đó nó sẽ nguy hại cho chính tâm hồn của chúng ta. Mình vẫn biết chắc chắn rằng là người ta hại mình đó, nhưng mà đức ái trọn hảo
mời gọi chúng ta buông bỏ, mời gọi chúng ta tha thứ, mời gọi chúng ta bao dung, bỏ qua. Cho nên Chúa dạy chúng ta trong những cái câu ở bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi yêu kẻ thù, trước hết là mình nhịn, tập nhịn. Nhịn không phải là mình nhịn để mình nhục, không phải, nhưng mà nhịn là một cái phương thức để chúng ta tạo nên cái sự bình yên cho mình và cho những người chung quanh mình. Nhịn để sóng yên bể lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Tôi khuyên bạn chị em, những cái lời hay ý đẹp cũng nhắc nhở cho chúng ta. Nhiều khi cả hai bên cùng giận dữ với nhau thì chúng ta thấy nổi cơm tam bàn lên, và rồi những cái nguy hại nó ảnh hưởng tới nhau. Đấy, một người tức giận cái người hàng xóm của mình, họ hát karaoke ầm ĩ quá, ồn ào quá, ra mắng ra chửi nhau. Rồi cái anh kia cũng không vừa, cũng quay qua chửi nhau. Rồi đi đến cực điểm là người này cầm dao qua lụi người kia. Một người chết, một người đi tù chung thân. Thưa quý bạn chị em, điều đó có đáng không? Chỉ vì ồn ào lẫn nhau, không tử tế với nhau, không nghĩ cho nhau thôi, cho nên dẫn ra cái tình trạng nó đau lòng như vậy. Mà gây lên cái hiện trạng như vậy đó, chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng những người chung quanh nữa. Không chỉ hai cái đương sự đó mà thôi, mà vợ con, gia đình của hai cái đương sự đó nữa cũng ảnh hưởng. Cho nên là khi mình làm cái gì đó, mình nghĩ tới cái hậu quả của nó. Đấy, nếu mà mình nhịn được thì nó không có xảy ra cái chuyện đó. Nếu mà mình nhịn được thì gia đình mình bình an, gia đình người hàng xóm cũng bình an, những người chung quanh mình cũng được bình an, được quý bạn chị em. Cho nên mình phải tập nhịn. Mình tập nhịn thì mình đi đâu tự nhiên nó dễ dàng, thoải mái. Rồi tập cho mình trái tim nhân hậu, bao dung, dễ dàng bỏ qua những cái lỗi lầm của anh chị em của mình, dễ dàng tha thứ cho anh chị em của mình. Đấy, nói về việc nhịn đó, thì hôm qua trên đường cha đi lễ về đó, này cha đọc trên mạng có cái câu: khi nào bạn giận dữ đó, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Khi giận dữ, suy nghĩ kỹ trước khi nói. Mà khi mà giận dữ với ai đó, nếu người đó là người nhỏ tuổi hơn mình đó, thì bạn hãy đếm từ 1 đến 10 rồi hãy nói. Nếu mà người đó là người bằng tuổi, là bằng vai, bằng vế, là bạn bè của bạn đó, thì bạn hãy đếm từ 1 đến 30 rồi hãy nói. Mà nếu người đó là người lớn hơn mình, là bậc trên mình, thì hãy đếm từ 1 đến 50 đếm xong rồi nói. Còn nếu người đó là vợ hay là chồng của bạn đó, thì cứ đếm mà đừng có nói, gia đình sẽ bình yên. Cứ đếm không cần nói, gia đình sẽ bình yên. Quý bạn chứ, tập nhịn đó, tập bao dung đó. Còn nếu mình không làm được cái điều này thì là toang hết rồi, toang rồi ông giáo ơi. Cái câu nói các bạn trẻ hay nói câu đó. Quý bạn chị em, tập cho mình biết nhịn, tập cho mình biết bao dung, dễ dàng bỏ qua với nhau, thì gia đình, các mối tương quan khác nó đều tốt đẹp hết. Còn nếu mà không nhịn được đó, thì hỏng hết, toang hết. Tôi khuyên bạn chị em. Rồi Chúa không chỉ mời gọi chúng ta bao dung mà còn là quảng đại nữa. Hãy cư xử với nhau như bát nước đầy. Tôi khuyên bạn chị em, như bát nước đầy. Cư xử làm sao? Ai kiện con để đoạt áo trong, cho luôn cả áo ngoài.
Ai bắt con đi một dặm thì hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai mượn thì đừng khước từ. Chúng ta thấy Chúa còn mời gọi chúng ta sống quảng đại vậy. Rồi quảng đại nhân từ tiếp, khi các con hãy yêu thương tha nhân, yêu thương cả thù địch, hãy làm lành cho kẻ ghét con và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống con. Chúng ta thấy không? Chúa mời gọi chúng ta đến mức cao độ như vậy đó. Và nếu như chúng ta không tập, không tập mình nhịn nhục, không tập cho mình cái sự bao dung, tha thứ, không tập cho mình để mà có thể đón nhận được nhau, để mà yêu thương nhau, để mà dám cầu nguyện cho ngay cả kẻ thù của mình, làm lành cho họ. Nếu mà chúng ta làm được điều đó, chúng ta đã trở nên thánh nhân rồi. Và Chúa mời gọi chúng ta vươn tới cái mức độ trọn hảo như vậy. Chứ còn nếu mà mình chỉ yêu thương cái người yêu thương mình thì dễ rồi, phải không? Cái người gian ác, người độc ác, người ta cũng vẫn làm được với người thân của mình, người giúp đỡ mình. Cho nên nhắc là như vậy, Chúa mời gọi chúng ta như vậy, để rồi chúng ta sống trong mối tương quan của mình với nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, trước hết chúng ta đặt cái tương quan của mình trong cái tương quan của Chúa. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta một cái trái tim nhân hậu, trái tim bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một trái tim sỏi đá, thưa quý ông bà anh chị em. Để rồi chúng ta có thể có khả năng yêu thương, bao dung, tha thứ cho nhau và dám làm điều lành cho nhau, ngay cả đó là kẻ thù của chúng ta. Để chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con trái tim nhân hậu, bao dung, tha thứ và một trái tim thật sự quảng đại, để chúng con có thể dung chứa được tất cả những lầm lỗi của anh chị em của mình, để con có thể bỏ qua tất cả những cái thiếu sót lỗi lầm của anh chị em, mà hướng đến một đức ái trọn hảo mà Chúa mời gọi chúng con. Xin cho chúng con biết tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của anh chị em và xây dựng mối tương quan tốt đẹp giữa anh chị em của chúng con với nhau, không chỉ trong gia đình mà cả với hàng xóm láng giềng, cả với những người chúng con được gặp gỡ, cả những cái môi trường mà chúng con được gửi đến để phục vụ. Xin cho chúng con trái tim biết yêu thương. Amen. Tôi tin kinh